tôi cứ sao bé nhỏ giữa thế gian, mây cứ trôi lên người cõi hoang tàn, nơi cô nhân quay về còn nhớ đâu chuyện cũ. Hoa khẽ rơi bên thềm nhà sắc hương, nơi gió kia chẳng thể quấn mây về, trên thế gian vạn dặm xanh thấy xa bầu trời. Thế gian nơi sống là dễ dàng, có hay không bao lần tranh đấu, không thương người kiếp trầm luân, mưa trời gió trời sao vẫn được. Đến một ngày giữa đời thanh thang, tặng trong hư không đưa tôi bay theo gió, tôi chỉ mong nhẹ nhàng thôi, ngẩn ngơ cho chính tôi. Biết thâu sao khi lòng người đổi thay, bình yên đời mây chứ thấy đâu mà tôi giống như kẻ nhỏ bên bánh xe. Biết thôi sao khi lòng người đổi thay, bình yên đời mây chưa thấy đâu mà tôi giống như kiên nhỏ bên bánh xe. Xin được cảm ơn phần minh họa của vũ đoàn Bước Nhảy. Và cũng xin được chia sẻ với quý vị ca khúc Nhân Gian Một Cõi Khờ với phần lời được viết bởi một thí sinh cũng bước ra từ bài hát hay nhất Sing My Song, bạn là Khánh Ly. Bây giờ sẽ là lúc mà anh huy động khán giả bình chọn cho mình trong một ca khúc mà công phu nhất từ vòng đầu đến bây giờ, trong một bộ cánh mà tôi nghĩ là cũng lộng lẫy nhất từ vòng đầu tiên đến ngày hôm nay. Mọi người ơi! Nếu như mọi người yêu kính Ngọc Ánh thì mọi người hãy bình chọn cho Ngọc Ánh với mã số 08. Xin cảm ơn ạ. Và hy vọng là quý vị sẽ luôn luôn yêu thương, ủng hộ các thí sinh của Giọng Hát Việt giống như là những tràng vỗ tay mà ngày hôm nay quý vị dành cho Ngọc Ánh vậy. Và tiết mục vừa rồi cũng đã khép lại các phần trình diễn. Chúng ta sẽ cùng biết được là cái tên nào sẽ đi tiếp. Nhưng trước tiên thì hãy cùng quay trở lại với các thí sinh đã trình diễn vừa rồi để cùng lắng nghe những ý kiến nhận xét đến từ các vị huấn luyện viên. Thí sinh hoặc cặp song ca mà khán giả yêu thích nhất sẽ được đặt cách vào thẳng đêm chung kết cùng tranh đấu cho ngôi vị quán quân. Quý vị khán giả có thể bình chọn trên tạp chí điện tử Soundstar.vn mỗi ngày. Nào mọi người hãy subscribe ngay kênh YouTube của chương trình Giọng Hát Việt để cùng theo dõi chương trình và cùng ủng hộ cho team Nu Phước Thịnh.